Con ơi, bệnh của con là giai đoạn cuối nha con. Bệnh của con không gặp thầy gặp thuốc chứ, nha không? Bây giờ con hãy đáo viết kỹ nha. Bây giờ cha làm cái phương pháp là làm giấy để vô kỹ liền cũng chờ là nha. Đặt kinh nha con ha. Bây giờ cúi xin Chúa sáng sâu cho chúng con được biết gì phải làm cùng chi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chân mỗi việc chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con có một bệnh nhân mới là Trần Thị Hương, chị do bị bệnh giai đoạn cuối ung thư. Chúng con cùng nhau xin Chúa chữa trị cho chị này, để chị mang hết bệnh. Bởi vì quê hương của chị, để chị sống với gia đình, với chồng sống nói gì của chị. Xin các bạn trên Facebook để cầu nguyện cho chị Hương, để chị mau được bình phục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cầu gì nhân Chúa nhân từ cho các bạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nói gì để vui quần hay không. Rồi xin mời một số nha. Chào ông chủ tịch chữ thập đỏ nha. Có đem mọc mạng rồi theo không? À. Rồi. À, sở dĩ ở đây cha trị bệnh phải có nguyên tắc là đây là những căn bệnh lớn. Thành thử ra nếu con không qua chính được chuyện này là cha không chữa. À, không phải riêng về chị này mà tất cả các xã hay là các nhà thờ, các chùa, miễn hãy có một người bị ung thư, bị nan y giai đoạn cuối là phải có một người đại diện đưa đi thì cha mới chữa trị. Cho nên con cũng không có ngạc nhiên gì. Ngày hôm qua cũng có một ca bệnh ở tỉnh Tây Vinh mình đây, cũng có ông chữ thập đỏ ở thị trấn Cầu Quan qua đây. Chắc con biết ông đó không? Không tên gì thì cha quên rồi, nhưng mà ổng là chủ tịch chữ thập đỏ thị trấn Cầu Quan nha. Ổng cũng qua đây như con vậy. Rồi ổng cũng còn hứa hẹn dẫn nhiều người qua nữa. Vậy con ơi, cha nói ngắn gọn với con thôi, để rồi tiến hành trị bệnh cho con liền. Bây giờ về phía hồ sơ giấy tờ của con là đủ rồi. Nhưng mà con có biết con bệnh gì không? Bệnh gì? Cái con bây giờ nó qua hạt luôn. Ừ. Nó qua mấy cái đó nhỏ lắm đâu. Nhưng mà nó là hiện bây giờ là nó di căn. Nó di căn dịch ổ bụng, rồi hạt bẹn hai bên, rồi hạt ổ bụng, rồi di căn hạt trên đòn cái. Nói chung là bây giờ con sức khỏe rất là yếu là một phen. Cái thứ hai nữa là con bị xương khớp nữa. À, thành thử ra cái ung thư của con bây giờ nó đã ở giai đoạn mà tất cả các bác sĩ là đã bỏ con chạy hết, không còn cứu chữa con được nữa. Vì thế bây giờ con, khi con đến đây rồi thì con phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của cha và của ban viện chẩn ở đây, thì may ra sẽ cứu sống con nha. Còn nếu con không tuân thủ phác đồ ở đây thì nhất định là không ai cứu được con hết. Con hỏi cha, như con mới vô thuốc của chú ba bữa nay chị hút này không sao hết. Cái quan trọng là con không trị thuốc này là con chết. Còn nếu con trị thuốc đó là con chết sớm. Còn nếu con trị thuốc này, theo cha nhìn thấy cái bộ hồ sơ của con như vậy, mà nếu con ở nhà thì nhanh bị lắm rồi. Mà nếu con đi trị ở đây, con sẽ có khả năng sống cao nhất. Sao biết vậy? Sao biết? Lâm Văn Sái, ông có trị đây. Dạ. Ông là ung thư phổi. Đó, ông đó là bây giờ cũng ở rồi. Ông nói sao mà ông cho ông biết vậy? Vì ông có người con ở ngang cửa. Ừ. Có biết ông bớt chưa? Dạ, biết bớt. Con có trình bày á. Con không chỉ thì nói có một cháu bệnh vậy đó. Thì đây, con xuống đây cũng nhờ cha giúp đỡ cho cháu được mau lần. Ở đây thì cha chỉ có trị bệnh nan y thôi. Còn cảm mạo bốn mùa cha không trị được. À, coi như bất kỳ ai bệnh nan y mà ở giai đoạn cuối thì đưa về đây thì kịp thời cũng sống. Ví dụ như ông Lâm Văn Sái
Ví dụ như ông Lâm Văn Sái là giai đoạn cuối mà con cái hoàn toàn không biết, không cho ổng biết là ổng giai đoạn cuối. Thì khi ổng xuống đây cha mới biết, cho ổng, cha mới cho ổng biết là ổng giai đoạn cuối. Thì khi đó cha đã điều trị cho ổng khoảng nửa tháng chưa ta? Khoảng đó. Thì hôm nay ổng đã vượt qua cái chết rồi. Thì bây giờ ổng cứ bình tĩnh mà điều trị khoảng chừng 2 tháng nữa là ổng bình phục trở về. Sau đó cha ký giấy cho ổng là xác nhận cho ổng hết bệnh ung thư. Nhưng trước khi cha ký giấy thì trung tâm hoàng ổng phải xác nhận. Rồi cha mới ký. Vậy con cũng không có lạ gì như mấy ổng nha. Con cũng sẽ là người ung thư như mấy ổng, nhưng cái ung thư của con nó khó trị lắm nha. Ung thư của con nó ở những cái vùng khó khăn lắm nha con. Vậy con, cha nói những cái chuyện kế tiếp là con không còn được phép can thiệp vào con người của con nữa. Ví dụ như là con muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, muốn làm cái gì, con không được phép xin xỏ. Kể cả những người nuôi con ở đây là ai đi nuôi? Chồng đi nuôi ha. Chồng đi nuôi, có con không? Có. Nhưng mà chắc con nuôi rồi chứ con đâu biết gì nuôi ha. Còn đó. Cha muốn dặn cái người nuôi, dù con có thèm bất cứ một cái thứ gì mà con muốn ăn, con cũng không được phép ăn nha. Khi nào con muốn ăn, khi nào con được ăn là ban diện chẩn này cho con ăn con mới được ăn. Còn nếu như con ăn trong quá trình điều trị mà con ăn là cha không cứu được nha. Trong giai đoạn này con chỉ được phép ăn cháo trắng mà thôi, cùng với thuốc của cha cho con uống. Còn nếu con cả gan ăn bất kỳ một thứ gì là cứu con không nổi. Ông Lâm Văn Sái ông có nói ông ăn cháo trắng. Dạ, có nói. Cháo trắng nha. Vì thế con phải nghe lời ban diện chẩn nha. Nhưng có một điều này cha phải nhắc con để rồi con sẽ hẳn buồn. Là trong quá trình điều trị mà con bỏ phòng trọ là cha sẽ đuổi con nha. Con phải ở trong phòng trọ. Đến khi nào cha cho con về con mới được về. Có nhiều người đi trị bệnh thì đang quá trình điều trị thì đến giai đoạn mà kết thúc là hết bệnh thì bỏ về, thèm ăn quá bỏ về là một. Thứ hai nữa là công chuyện gia đình trốn về rồi quay trở lại cha trị không được. Tại vì cái phát đồ này nó không được phép ngưng nghỉ. Ví dụ như mình bị lao phổi, mình uống thuốc mình có được ngưng không? Thấy không? Liên tục, không được phép bỏ cử. Đó là cái con vi trùng lao, là nó là một loại vi trùng hạng nặng. Nhưng khi con uống thuốc lao rồi thì con phải uống trong quá trình trị lao đó là trị liên tục, quánh cho nó chết luôn chứ không được ngưng. Vậy thì con vi trùng lao nó là thường, còn cái con vi trùng mà siêu vi trùng đó, là ung thư đó, là nó như nó đi lẹ như là siêu bão vậy. Nó đi lẹ dữ lắm, mình không có cản trở nó được. Vì thế trong quá trình con điều trị, con phải cố gắng hết mức nha, để con được điều trị. Rồi sau đó con hết bệnh rồi, con trở về quê hương của con, con ăn cái gì thì cha không có bàn cãi với con nha. Nhưng trong quá trình điều trị, con phải ăn theo phác đồ mà bác sĩ chỉ dạy. Nếu con ăn sai con bị đuổi nha, chứ không chờ con bị bệnh lặng. Nếu con bỏ phòng cha đuổi con nha. Cha nói rõ với con như vậy nha. Cha nói tiếp cho con nghe về cái chuyện của con. Đó là con có biết lý do sao con bệnh. Con có biết lý do sao vợ con bệnh. Con biết lý do sao em bệnh. Con biết lý do sao mà người con không bệnh. Cái bệnh của con đó, nếu mà nói về những lý do đơn giản thôi, là những lý do ngoại tại. Con bị ung thư cổ tử cung về những lý do ngoại tại, là những lý do bên ngoài. Ví dụ như những ngày tháng mà con có kinh, có khi con rửa không sạch sẽ, có khi con dùng cái nước rửa không sạch sẽ, con không kỹ lưỡng. Rồi có khi con ăn ở với chồng con không có kỹ lưỡng sạch sẽ, không tắm rửa. Rồi có khi con là dơ dáy thì nó bị tâm ra di trùng. Nhưng đó là cái lý do ngoại tại. Cái lý do làm cho con ung thư đó
là do bởi con ăn sai thức ăn. Ăn sai thức ăn là gì? Là con ăn động vật. Mà theo khoa học chứng minh rằng động vật không phải là thức ăn cho con. Con biết điều này chứ gì không? Nói theo lời Chúa là con người không được phép ăn động vật. Nhưng mà con ăn đó. Ủa vậy cha nói vậy thì chồng con sao không bệnh? Thí dụ như bây giờ cha mới lấy ví dụ cho chồng con đây là chồng con đây là bạn chồng con hai người này không? Ông này uống rượu, ông hang này cũng uống rượu như nhau. Mà sao ông này bị bệnh mà ông này không bị? Ông này nói ôi thằng ta uống rượu như nó mà nó có bệnh đâu. Chưa con. Đúng không? Cơ thể con nó còn chất chứa nổi chưa đến ngày nó bệnh. Sẽ đến một ngày nó sẽ quỵ ngã như cái ông uống rượu. Phải không? Vậy con ăn động vật con đã bệnh. Trong cơ thể con nó có một cái chức năng là nó yếu đi. Ví dụ như cha nó con bị ung thư tử cung là lý do ngoại tại là con do con không kiên cử. Con không kiên cử với chồng con. Rồi con không có kỹ lưỡng. Rồi con không có sạch sẽ. Vân vân. Đó là những lý do ngoại tại. Vậy thì còn lý do nội tại là bên trong là con nạp sai chứ. Nha. Ngược lại, chồng con tại sao cũng ăn như con mà không bệnh? Chưa con. Sẽ có một ngày nào đó cơ thể con nó yếu đi một phần nào đó, con cũng sẽ mắc bệnh. Hiện nay cái bệnh ung thư, gọi tắt là bệnh ung thư, trên thế giới này mỗi ngày nó chết hàng vạn người. Tại sao nó chết là bởi vì nó lẹ quá. Nó lẹ quá. Do vậy mà nó làm cho chết người con. Vậy thì thôi cha, trước tiên là cha cảm ơn Chúa đã chỉ dẫn cho con đến đây để con có điều kiện được chữa trị. Cha cũng cảm ơn con làm chủ tịch chữ thập đỏ đã dẫn người dân của con đến đây để chữa trị. Tuy nhiên bên cạnh đó cha nhắc con là chủ tịch chữ thập đỏ. Tại sao hôm nay con có mặt ở đây? Là bởi vì không phải con mà tất cả các chủ tịch chữ thập đỏ ở các xã khác trong nước của mình đều phải về đây nếu muốn trị bệnh này, chứ không phải ở Cầu Kè qua đây là con nó chơi xa không có đâu. Mai mốt ở Nam Định, ở Hà Nội phải đi máy bay vô đây để ngồi như con vậy. Hoặc là ông cha sở ở ngoài đó phải vô đây để ngồi như con vậy. Hoặc là ông sư trụ trì ở ngoài đó phải vô đây ngồi để mà chữa bệnh cho con dân của mình. Cha nhắc con theo lời của bác Hồ, vị cha nhà kính yêu của con. Ngài nói là vì nước quên thân vì dân của con. Do vậy con đi làm chuyện này là con làm đúng theo lời dạy của con. Nha. Và bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì cái chức chủ tịch chữ thập đỏ của con khác hẳn so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua con mang cái chức chủ tịch chữ thập đỏ của người nó là bình thường. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì tất cả các đồng chí của con nhìn con với một cái nhìn thiện cảm đầy lòng thương xót. Bởi vì con đã thực thi lòng thương xót cho người này. Là con dẫn người này đó. Nhưng con hãy nhớ rằng con cũng không có phải là tự nhiên mà con thương xót vậy. Cái điều kiện này nó nằm trong cái điều kiện làm như mới quá là như bắt buộc con phải đi. Phải vậy không? Nhưng con hãy nhớ đây là cái điều con nên làm. Nha. Khi con đã làm việc cho bác Hồ thì cái điều này con được gọi là điều nên làm. Và sau này tất cả những người dân ở trong xứ con mà được gọi là ngoại đạo, tức là không tôn giáo, thì bắt buộc con phải dẫn đi. Nha. Bắt buộc con phải dẫn đi chứ một người khác dẫn đi cha không dẫn bệnh. Nha. Đó là nguyên tắc của cha trị bệnh ở đây. Do bởi bệnh này bệnh lớn con. Bệnh này là bệnh lớn, bệnh đụng đến tính mạng của con người. Thành thử ra điều trước tiên là cha huynh hoan nghênh con là con đã làm được một cái chuyện mà bác Hồ đã dạy con là vì dân. Bên cạnh đó cha cũng nhắc nhở con rằng là con hãy cố gắng động viên những người dân trong xứ con. Nếu ai có những căn bệnh mà thế kỷ như vậy, hiểm nghèo như vậy thì con hãy nên động viên họ đi sớm. Nha. Đó là cái điều mà gọi là ít nước lợi nhà. Con hãy nên làm chuyện này. Nha. Và con phải vui vẻ hướng dẫn người ta đến đây.
để ký xác nhận cho người ta được chữa bệnh. Cứu một mạng người còn gấp ngàn lần làm chức chủ tịch như con, gấp ngàn lần đó. Và mọi người dân trong xã con nhìn con với một cái nhìn đầy yêu thương và với một cái nhìn đầy trìu mến, khác ngày hôm qua nhiều nha, khác ngày hôm qua nhiều. Hôm nay ông nhìn ông này thấy khác chưa, phải không? Biết đâu ngày xưa nhiều khi ông thấy ông còn ghét ông nữa, mà hôm nay ông không còn cái ghét, ông phải đổi cái nhìn, phải không? Phải đổi lại cái nhìn. Cái con mà đang có mặt ở đây có phải là cha đang làm cho người dân con thương không? Con nhận ra được chỗ này chứ? Như vậy rõ ràng là cha đã tạo điều kiện cho con để người dân con hiện giờ thương con nhiều, thương con nhiều. Và họ là như vậy nha. Còn cha nhắc cho con nha, bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi, khi con trị bệnh xong con trở về quê hương của con phải biết nghe lời chính quyền địa phương nha. Bởi vì ngày hôm nay con đã thập tử nhất sinh thì có chính quyền địa phương đang giúp đỡ con. Ở đây con là người tôn giáo không thì đâu có sư trụ trì giúp con, đâu có linh mục nào giúp con. Vậy thì nhà nước hiện nay là đang là cha mẹ của con nha. À, vậy con phải nghe lời chính quyền địa phương của con. Ngày mai này con hết bệnh, cha sẽ gửi cho chính quyền địa phương của con một cái giấy xác nhận để nói với chính quyền địa phương rằng con đã hết ung thư. Và chính quyền địa phương lại mừng chung cho con và giúp đỡ, nâng đỡ con trong cuộc sống sắp tới. Như vậy cha khuyên con và gia đình con phải biết nghe lời chính quyền địa phương. Đó là điều cha nhắc nhở con sau khi con hết bệnh nha. Nhưng đối với cha và ban viện chẩn đây, cái bệnh này không có lớn con nha. Bệnh này không có lớn đâu gì. Vì nếu bệnh này lớn là cha không có mở phòng khám, cha khám mình đây. Và cha cũng không biểu con về đây làm gì con ơi. Con người có chức vụ, con người lớn lắm. Ở trong xứ con thì con người lớn lắm, thành thử ra không phải dễ kêu con về đâu. Nhưng mà cha dám kêu con về thì rõ ràng cha cũng không phải đơn giản mà kêu con về. Con hãy nhớ cho kỹ điều này nha. Vậy cha nhắc con là sau khi con hết bệnh rồi, con phải về quê hương của con để mà thương yêu tròn sớm láng giềng những năm tháng cuối đời của con. Biết yêu thương, biết làm phước, biết giúp đỡ mọi người nha. Biết nghe lời chính quyền địa phương là cha mẹ đã nâng đỡ mình đến đây để cứu mạng mình. Đó là những điều con phải biết lắng nghe nha. Đó là những cái cha nhắc con. Bây giờ khi con đến đây rồi thì con phải làm cái bộ hồ sơ bên trong phòng khám. Bộ hồ sơ bên trong phòng khám của cha là có cái giấy khám chữa bệnh, đơn xin khám chữa bệnh nha. Cha đọc cho con nghe để con nghe con có nên làm không nha. Hôm nay con nghe kỹ cho chị này, con sẽ chứng minh cho chị này. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không. Con đến đây con thấy đây là điểm chữ thập đỏ không? Ở đây nó có cái sự phối hợp giữa cha và chính quyền địa phương. Cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí tại đây. Lý do tôi đang mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Tôi không còn tiền trả chữa nên tôi làm đơn này xin điểm hội chữ thập đỏ cho tôi khám miễn phí. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, tôi xin chân thành biết ơn. Vậy là con làm cái đơn này là đơn xin khám miễn phí. Con có nên làm đơn này không? Miễn phí có nghĩa là gì? Người ta trị không tốn tiền, nó đo không chết, nó khỏe dữ lắm. Trị không tốn, không tốn tiền, vậy con có nên ký vô không? Bây giờ, như vậy, tự con ký nha. Để mai mốt á, con mà không ký rồi đó nha, là con hết bệnh ra là cha đòi 10 tỷ đồng đó. Bệnh này không có đòi rẻ đâu con nha. Mà ở đây cha có nhiều ca ung thư tử cung chuẩn bị ra đấy con. Ra là cha trả tiền cho cha không nổi đó. Cha trị thiếu tới ngày ra. Ra mà không đủ tiền trả cho cha là cha bắt nhổ cỏ tới chết. Trời ơi con ơi, ra là cha bắt nhổ cỏ tới chết con. Do vậy con ký này là con không còn nhổ cỏ nữa nha. Và khi con ký cái đơn này là chứng tỏ rằng con được chữa trị miễn phí. Tuy rằng chữa bệnh miễn phí nhưng phải có giấy tờ. Vì giữa cha và con không nói ngược với nhau được. Mai mốt cha trị hết cho con này, con móc đơn này ra là cha không nói ngược với con được nha. À, vậy đó.
trị miễn phí cũng phải ký, thấy cho khó dữ không? Hả? Nguyên tắc nha. Nguyên tắc thứ hai là giấy cam kết khám chữa bệnh. Ngày mà con vô quá trị xạ trị nè, là con có làm giấy cam kết không? Chết có ở tù không? Hả? Chết không được, không được thương tâm nè. Là vậy hôm nay con cũng phải làm một cái giấy cam kết. Trong quá trình cha điều trị cho con, lỡ con có trúng gió đột quỵ con chết, con không được thương cha, thì cha mới chữa trị. Còn nếu như bây giờ ông chủ tịch xã dẫn con đến đây, cha chữa trị cho con, bắt đầu con không làm giấy cam kết nữa, con chết, bắt đầu con nói ông chủ tịch dẫn tôi đi, tội nghiệp chủ tịch không? Phải không con? Cha nói con đồng ý không? Con chủ tịch con đồng ý không? Tất cả chúng ta phải làm việc công khai ngay trên bàn này, sau đó nó không lủng củng khi chúng ta điều trị nha. Vậy khi con ký vào giấy cam kết này thì thứ nhất là con phải hứa với cha, với thầy Tâm, với thầy Thanh, hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha, thầy Tâm, thầy Thanh, tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ phác đồ điều trị của phòng khám. Nếu ngày nào tôi còn trị bệnh, còn nếu tôi sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc xảy ra chết đi con người của tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và gia đình của tôi cũng như người thân của tôi không được thư kiện và tri cứu. Con đồng ý như vậy cho chữa bệnh. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, thầy Thanh, thầy Tâm. Đây là những lời của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Vậy cha đọc cho con nghe rồi đó. Vậy con suy nghĩ đi, cha cho con thời gian suy nghĩ đó. À, con viết luôn, bị con người chết rồi, con không sợ chết phải không? Nhưng con hãy nhớ là có bề gì không được thư kiện nha. Đó thì cha mới làm giấy cho con nha. Nhưng mà con ơi, trên đời này không ai muốn ai chết cả nha. Ta muốn cho mình sống, ta mới mở phòng khám khác cho mình. Nhưng mà không biết được cái sự cố nó xảy ra nha. Cho nên con phải hiểu chỗ này nha. Vậy con muốn là con phải ký vô nha. Ký vô đây. Ai là chồng? Một người chồng ký. Anh hả? Anh đã ruột không? Anh chồng. Con không? Dường để. Dường của con này. À, chồng ký đi. Ừ, dựng gửi ký nha. Ký ghi họ tên chứ giống như vậy đó. Ký ghi họ tên. Ở đây cha đã làm giấy như vậy rất nhiều căn bệnh rồi. Cha đã chữa. Hiện giờ đi qua nhà trọ sớm để không còn hồng nha. Để họ vô đây rồi họ không còn hồng nữa thì con khó lắm nha. Thập đỏ ký vô đây. Xác nhận hội chữ thập đỏ, chủ tịch gì đó. Đơn giản như thôi. Xác nhận chữ thập đỏ. Đúng rồi. Ký tên đóng một chứ. Là một cái bệnh cho con mà ai cũng phải ký hết đó con à, cho nên con phải cố gắng nha, phải cố gắng trị bệnh nha, chứ con không có được bỏ cuộc nha.
kể cả cha cũng ký vô luôn con nhé. Cha ký để cha chịu trách nhiệm cuối cùng nhé, để cho con thưa kiện là cha chịu. Rồi con ơi, tất cả mọi người cùng lên xuồng để ký cho con nha, để ký quyết định chữa bệnh cho con, kể cả có cha là người ký trách nhiệm sau cùng để chịu trách nhiệm để cứu chữa con. Vậy con nhìn vô cái tờ giấy này, con thấy đó, mọi người cùng giúp con, mọi người cùng bảo vệ con. Từ nay cho đến ngày con hết bệnh, con không được cãi lời ban diện cảnh. Để con được hết bệnh, để con không phụ lòng tất cả những con người này giúp con nha. Rồi sau đó con hết bệnh rồi con được về quê hương của con. Lát nữa con cha ký cho con một miếng giấy này, để con đem về ủy ban của con làm tài liệu giữ đó. Liên hệ với hai vị này, nếu chị này bỏ trốn đào ngũ thì hai vị này sẽ báo cho con biết liền nha. À, nói vậy. Chính vì cái chỗ mà bệnh nhân bỏ trốn nào ngủ, cha trị không hết bệnh, cha không chấp nhận nữa. Cho nên cha mới đưa lên cái nguyên tắc là chữ thập đỏ phải về, và linh mục phải về, hoặc là sư trụ trì phải về, để con dân, con chiên, Phật tử không bỏ trốn. Cha hỏi con chứ bây giờ là công của cha trị gần hết rồi, nó bỏ trốn nó về rồi, bắt đầu nó đồn đãi ôm sòm, nó nói này, nó nọ, nó kia, làm sao mà đất nước nghiêm minh được không? Phải không? Đồn tiếng lành không nói em. Nó đồn gì mình không biết, nhưng mà nó nói như thế là đất nước nó cũng nghiêm minh. Bởi vì cha nói cho con nghe, cha lên mạng cha thấy là chỗ này biểu tình, chỗ kia biểu tình, chỗ nọ biểu tình, cha thấy cha khó chịu. Tu đi con, cứu người đi. Cha đây nè, cha cứu người, cha cứu toàn nước, toàn dân thì ta không có biểu tình nha. Cha ghét cái vụ mà biểu tình, được cái gì? Lo tu, lo sống tốt, do lo cứu người, cứu toàn nước, toàn dân. Ở đây cha không có chê người nào hết. Bất kỳ ai đến đây có đủ điều kiện, cha sẽ trị cho hết ung thư rồi vậy. Cha không lấy một xu nữa. Sẵn đây cha cũng kêu gọi tụi con, sau khi tụi con hết bệnh rồi, tụi con về tụi con tu, không có lo lộn xộn, biểu tình chống phá chỗ này, chống phá chỗ nọ, chống phá chỗ kia, để làm được cái ích gì nha. Cha nói cho tụi con nghe như vậy, để rồi tụi con sau này tụi con sống tốt hơn nha. Cha không có khoái gì đâu, mà cha không có miệng mồm để cha la, chứ có là cha lớn là lớn lắm. Mà bữa nay cha nói như thế là cũng giống như là cha đang nhắc nhở lên cộng đồng mạng lo tu à. Ngày mai con về con sẽ mở mạng con thấy chỗ này nha. Cha không chấp nhận cái chuyện mà biểu tình lo tu. Biểu tình cái gì đây? Mình giỏi hơn người ta sao? Phải nè, cha khuyên tất cả mọi người phải sống với tinh thần yêu thương và cho không. Tinh thần của chữ thập đỏ là độc lập, là cứu người. Tinh thần của Đức Kitô là yêu thương cho không. Tinh thần của Đức Phật là từ bi hỷ xả. Tinh thần của Hồ Chí Minh là độc lập cứu người. Có đâu mà biểu tình biểu tùm lum hết rồi. Điều đó không tốt nha. Cha nhắc tụi con sau này hết bệnh rồi con không làm được mấy chuyện đó nữa nha. Cha biết cái điều cha nói đâu không, không ai nghe đâu, nhưng mà chưa chắc không. Hạt giống lời nói của cha gieo nó thế nào cũng không nha. Đến nay cha cấp cho con một cái thẻ bài, con vịn vào cái thẻ bài này, ghi tên tuổi con vô đây, ống mộc ghi tên đây, thì không ai có quyền cản trở con đi khám chữa bệnh. Hai mộc này như nhau, hắn nè, con thấy rõ rồi đó. Đó, thấy không? Vậy cha cấp cho con cái thẻ bài này, thì ghi tên tuổi, địa chỉ con vô đây, thì con được quyền ra vô khám bệnh. Hãy con vừa tới cổng là con dơ thẻ bài lên là quân sĩ sẽ mở cổng cho con nha. Còn con không có thẻ bài này còn khuya mới được mở nha. Không có thẻ bài này con phải nói chuyện với cha trực tiếp, mai ra con được mở cổng. Còn hai con cầm này vô là không ai cãi con hết nha. Vậy con khỏe rồi, con quay quá rồi còn gì, phải không? Rồi, đây là hồ sơ của con xong. Cuối cùng cha nhắc chúng con rằng là chúng con hãy nghe lời ban diện chẳng để giúp đỡ con nha. Và
Cha nhắc một lời sau cùng với con là chủ tịch chữ thập đỏ, hãy cố gắng làm sao để khuyên người dân sống tốt hơn, để họ có một đời sống tốt lành, và sau đó nếu họ có bệnh như vậy con hãy dẫn họ về. Lần này con hiểu rồi thì lần sau tự có bệnh là con dẫn về nha. Và con có ý kiến gì? Con cảm ơn cha. Con còn nói gì thêm không? Có ý kiến gì không? Xin cha cũng hai thầy hôm nay giúp đỡ của cha và thầy ở đây thì tôi cũng thay mặt cho gia đình cũng cảm ơn cha có một tấm lòng nhân đạo để giúp mọi người vượt qua những cái cơn như là hiểm đau hiểm nghèo, thì là sự quan tâm giúp đỡ của cha hai thầy đã cố gắng giúp cho nói chung là bà con ở các tỉnh đến rồi nó nghiêm cho cháu làm thành phật trở về với thánh với gia đình. Thì cảm ơn ông cái điều cảm ơn đó, nhưng mà cái điều mà cha ông nói nghe thôi ông nói ra được cái điều gì, cái điều gì ông tu mới quan trọng nha. Xe thước ngã xe sao tánh, về ăn chay nha, cố gắng ăn chay để không sợ bị bệnh tật, để không có cơ hội đến đây. Còn nếu không ăn chay không tu hành thì mai mốt mà lỡ có bị như con, xin cha con cho con khám, cha không khám, cha dặn rồi, cha nhắc rồi nha, cha nhắc rồi đó nha. Xe trước ngã xe sau đánh, cha nhắc con là cũng như bốn người này nha, phải về lo sống tu hành cho tốt, để mai kia mốt nọ lỡ có bị trục trặc thì cha mà còn khám được. Mai mốt điện cho cha, cha ơi con bị ung thư rồi cha, cha nhắc con rồi sao con ung thư, dạ thưa cha con ăn tượng đó tới nay mà sao con bị ung thư, qua đây cho chữa liền. Cha ơi, cha nhắc con tượng đó tới nay mà con không ăn, con vẫn ăn động vật như thường, giờ con ung thư chết đi con. Cha nói cho con nghe bệnh của con mà cha không nhận nữa thì tự khắc con biết con trời chết, phải nghe không, tự khắc con biết con trời chết. Mà khi cha đã nhận trị cho con rồi thì cuộc sống của con sẽ có một hướng tốt liền nha. Chúc con sẽ được nhiều hạnh phúc nha, chúc con sẽ được cơ hội sống tốt nha. Để giao lại cho hai thầy này nha. Ngày thứ hai là ngày thứ ba là bắt đầu con theo thầy này. Hôm nay con sẽ theo thầy này nha, đến ngày thứ ba thầy này sẽ điều trị cho con nha. Sáng giờ đi trước cha, giờ đi trước con, giờ đi trước con, giờ đi trước con, giờ đi trước con, giờ đi trước giờ bây giờ, giờ hành con, giờ đời đời cũng cùng. Chúng con cảm ơn Chúa đã lắng nghe chúng con nói chuyện, xin Chúa hãy chúc phúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin ngài Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho thấy cả linh hồn được nên trốn nghỉ ngơi, một chân thánh mình Đức Chúa Trời có vui vẻ như cùng anh.